tại sao nhỉ? Đúng rồi, giá trị của nó nhỏ quá, tiến bộ của chương trình. Đúng không? Thế nhưng mà máy tính máy chọn đấy là về cái giá trị của nó như nào? Như nào? Lớn hơn. Lớn, à lớn hơn, đúng không? Sao các bạn hơn nữa là các bạn có thể sử dụng và nó hỏng ngay trong cái tháng đấy không? Không được. Vậy các bạn sẽ không thể được vốn nhé. Thế khi các bạn mua ví dụ như là văn phòng phẩm chẳng hạn, giá trị của nó ít thì bạn có thể đưa thôi. Nhưng nếu bạn mua văn phòng phẩm về mua nhiều về để các bạn sử dụng gần trong nhiều tháng, có những công ty lớn người ta mua rất là nhiều về, sau đó người ta phát lần ra